Bắt cá đi, chơi. Và bắp không chắc là như thế nào vừa cái này á. Cá ơi. Đệ Vân. Wow. Cá đâu? Lúc khi không có không biết không có ghê quá cái cá trời ơi ghê quá Không phải cái đuôi thôi. Không phải cái đuôi. Okay. Cái lá. Okay. Yeah. Nên đây đi. Bắp mẹ quá, bắp đòi quá. Đây. Ok, có luôn. Có rồi. Ok, một cá. Đây không có cá sâu đúng không? Có đây có tôi nghĩ là có nhưng mà không có khó quá cha là phải biết là bắp ở đây rồi. Hai cái đủ rồi, đi. Ok. Thôi sao ăn ít rồi, lại bắp. Một ngày được bắt 2 ca thôi. Ok. Cảm ơn bắp nhiều. Yeah. Trời ơi. Ủa kỳ hiếp của bắp ở đâu? Đây. Bắp không cần nữa. Mà lỡ khi có đá hay cái gì á, cứ mang vô đi xong rồi lấy nữa, lấy nước rửa. Ôi được rồi, bác cứ đi đi, mấy cái chuyện nhẹ cho Vân làm đi. Để chia cái sự khổ chứ. Dùng cái này. Ui. Bác phải tắm luôn. Hơi nhúng cái này, nhúng vô cái này luôn. Bắp rất là giúp Vân để đi lấy bông ở trong hồ, xong rồi bây giờ hồi nãy bắt cá nữa thì Vân cảm thấy là ở trong đời này giống như Vân là tới cái tuổi mà suy nghĩ đấy, đến có gia đình thì bây giờ mình mới biết ra là mình cần những cái gì ở trong một người. Vân cảm thấy gần hơn với bắp, với lại Vân giống như muốn giúp bắp mà không biết giúp bằng cách nào. Ủa kìa hả? Không sao. Trời ơi cá mập ghê quá hả? Thiệt chứ gì? Ừ.
tại vì nó sống mà mình nó sẽ giống như ở nhà là cũng cố gắng là nửa tuần ăn chay, là mình nó sẽ không giống như thấy cái gì nó chết rồi được á, mà mình nó sẽ không đúng rồi, giết nó tập giống tập hiểu. Ok lỗi bắp là không biết giúp được nhiều hơn kia. Mẹ quá muốn đi về quá. Nhưng mà bình thường bạn sở thích tự nhiên như này không? Dạ, bạn sở thích nhìn qua xong rồi đi bộ vòng vòng đâu mà bạn nó sao không biết cách giống như vô bắt cá xong giết nó. Đúng rồi, đúng rồi. Mà không suy nghĩ nhiều, không suy nghĩ nữa. Thôi mày thôi. Bác nghĩ là bạn sẽ sẽ thích ăn cái này á. Ăn chay. Khó chịu. Bạn sẽ biết hát không? Hát không? Hát không? Biết không? Bác ăn cái gì? Bạn sẽ có muốn tư không? Tư một chút không? Ngon. Ngon. Không biết là đây là nước mắm á, nước mắm là đây nè, chấm muối. Thì bây giờ ăn cái này nước mắm ta, cái này nước mắm không. Ủa nước mắm ta sẵn rồi, cái này là nước mắm chắc quen. Không, cái này không biết. Ok, bắp thử. Mình thường em nấu cá ở trong chợ, cá kho tổ. Mà làm chín hay là làm nướng? Dạ, cả hai. Lần đầu tiên. khó lắm. Dạ, bác rất là giỏi. Mẹ nói xin lỗi là lúc không có, đầu không á không là... xin lỗi. Vâng. Mẹ nói xin cũng không có làm được cái gì hết. Mẹ nói xin chỉ ở thành phố biết làm thôi, mà không có quen cái gì. Không quen hết rồi, là không có giúp rồi. Cái gì được hết. Bác ăn lúc trước rồi. Cái này á, sắp có cả nữa. Uống được không? Dạ. Cảm ơn. Thật sự là suy nghĩ rất xa, là xa, rất là sai về bắp làm xong mệt mỏi mà sao cũng chẳng làm gì cho bác được, mà bác vẫn còn rất là hiền, rất là tốt với ta. Thì ta thấy là thật sự sau này á, là ta phải suy nghĩ cái bản thân của mình lại. Thì đừng có nhìn một người xong rồi nói chuyện sơ sơ xong rồi nghĩ là mình sẽ biết người đó ra làm sao. Hello. Hello Vanessa. Hi. Khỏe không em? Dạ em khỏe, chị khỏe không? Khỏe, em đang làm gì? Dạ thật sự là em đang gọi là tại vì có một người mà em muốn giới thiệu chị á. Mình hấp dẫn vậy. Hi chị Trang. Mà em muốn giới thiệu đây là bạn trai 24 tiếng của em. Dạ, anh chào chị. Đây là chị Trang. Em chào chị. Chị Dung mà là anh chào chị. Yeah.
Ủa mà bác là người Thụy Điển. Vậy tại sao nói được tiếng Việt hay vậy? Sao ơi, chắc nói chuyện với con gái Việt Nam nhiều lắm mới học nhanh vậy á. Đúng không? Lúc đầu ấy, em cũng nghĩ vậy. Em cũng nghĩ là sống ở đây mà nói rành vậy là chắc có nhiều con, em con lắm. Không biết là tiếng Việt luôn, không biết là người Việt. Dạ đúng, thì lúc đầu ấy là em nói là sẽ không thích đâu. Bác có muốn nghe lời khuyên không? Sẽ có thoải mái không? Sa cũng giống như okay, cứ nói đi. Yeah. Thì chị cũng hiểu Vân, khá nhiều. Thì chị nghĩ là để mà trở thành bạn trai của Vân á, thì lúc nào cũng nghĩa là một người con trai phải trưởng thành, biết lo lắng cho Vân, biết kiếm tiền, nói chung là khó quá. Cô nàng này đã bị spoil rồi, đã bị chiều đến mức hư hỏng rồi đó. Kể nhiều quá. Nhìn ở ngoài ba thì chị thấy hai đứa rất là đẹp đôi, thì chị chúc hai đứa, hy vọng là hai đứa nên duyên. Thôi chị phải đi rồi. Ok. Chào hai bạn nha. Ok, thank you. Vui chị nha, đừng có khóc nữa nha. Ok. Bye bắp. Mình cảm thấy Bắp cũng là một người khá đáng yêu. Vẻ bề ngoài cũng rất cũng khá đẹp trai, cũng có thể là khá phù hợp với Vân. Về tính tình thì thấy cậu cũng hiền và cũng biết lo cho Vân. Mà ngày đầu tiên Vân khóc từ sáng đến tối như vậy mà cậu không sợ thì thấy cũng có vẻ ổn. Hồi đó là cũng có người hỏi lấy Sa, bây giờ cũng vậy, cũng có nhiều người thích Sa mà có thể cho Sa một cuộc đời giống như dễ, mà nếu mà người đó không phải là bạn thân nhất ở trên đời của Sa là Sa không muốn, là tại vì lỡ khi ngày nào đó mà không có cái gì á, là mình có làm lại từ đầu được không? Tại vì nếu mà mình chỉ có sống về vật chất không á, là mình không có cái gì để dạy con cái hết. Ok. Cheers. Lúc khi hai người nói chuyện ở đây á, Bắp nghe nghe ý của Sa nhiều. Và bập nghe Sa nói muốn kết hôn và gia đình và con nữa. Ý của Bắp là Bắp cũng muốn nhưng mà rất là khó cho Bắp, tại vì Bắp đi nhiều nơi, công việc của Bắp phức tạp một chút và chưa chắc là Bắp ở đây hay là ở nơi khác. Bắp nghĩ là khó nhưng mà Bắp vẫn có muốn quen và gặp nữa, gặp xã nữa. Thì Bắp sẽ gọi chỗ Papa, Papa cho Bắp và giới thiệu xa. Ủa. Hey Papa. Yeah, how are you? Yeah. Can we speak English? Speak English? Can we speak why? English? Yeah. Why? Because I want to introduce you to someone. You want to introduce me to somebody? Yeah, I want to introduce someone to you. Yeah. Hello. Hello. Nice to meet you. Wow, so cute. So beautiful. Yeah. So, where do you come from? The country? I'm from California. From California? Yeah. But you live in Vietnam? Yes. Saigon? Yes. Okay. I've been here for a year. What's your name? I'm Vanessa. Vanessa? Yes. Are you from... You don't know what the Vietnamese is name? Oh, Vân. Vân. Oh, okay, because I think it's still so difficult, you know, the name.
I'm in the house, my tree house. Tree house. Sweden. Want to see it? Yes, please. You understand? He said in Swedish. Oh, he said you want to see? Yeah, will you see? Oh, it sounded the same. Similar, yeah. Yeah, nice weather now. Wow! I love that! See, that's the countryside I can go to. Nhưng mà không có muỗi. Có muỗi nhưng mà không cần chết cá. Wow! I love arranging flowers. Nice. Wow, that's beautiful. Men jag får ringa dig lite senare nu. Vi ska spela in vidare nu. Okej. Inte på vad. Vi syns snart. Vi hörs då. Bye. Nice to meet you. Thanks. See you maybe. We see you sometime. Okay, sounds good. Okay. Thank you so much. Bye-bye. Bye. Okay, Daddy, I'll call you later, okay? Papa, I'll ring you later. Okay. Okay, my daughter. Mwah. Puss. Okay, Papa. Puss. Yeah, that's Spanish style. Wow, he's so nice. Yeah. He's so thoải mái. Có giống bác không? Giống nhau không? Rất là giống như vui vẻ giống nhau. Đó là giống giống roulette luôn. Là bình thường bắp không may mắn. Không may mắn. Không may mắn. Không may mắn. Nếu mà bắp chơi game này là mất nhiều tiền, mất hết tiền. Và bây giờ hôm nay là mình phải làm cái trò gì đó thì không có xài tiền. Và bắp sẽ mất cái gì nữa. Mất cái gì khác. Ok. Ok. So cái này là mình phải xoay xong rồi mình được cái này đúng không? Dạ đúng rồi. Okay. Xong rồi mình được cái số nào là mình phải mở nó ra coi thử là trò chơi gì. 17. Rồi cái này á. Cảm ơn. Hãy thực hiện một điều nhảy nữa. Cho đến khi đối phương bắt cười. Mẹ bắt tay. Ok, Bob không cười đâu. Và nhảy qua đêm luôn. Ok. Quá ghê quá. Ok. Giỏi á. Giỏi. 1, 2. Quay luôn. Quay lên chân. 13. Này. Mắt xa. Bắt là mắt xa. Ok. Bắp lắm á. Hôm nay mệt quá. Thích massage như thế nào, là thích mạnh hay là nhẹ thôi? Vừa vừa được không? Vừa vừa, ok. Đúng ra là Vân phải làm, sao phải làm cái này cho bác? Massage luôn. Ok. Ok không? Ok, mạnh hơn chút xíu. Ok, quay được rồi hôm nay. Ủa, vậy hả? Hả? Tại vì hôm nay là Bob là người mà 30 phút. Ok. Bob là người mà đi làm nhiều. Wow. Cái này là mình sẽ làm, cái này sẽ làm được. Wow. Quá phê quá. Mắt xa giỏi lắm. Mắt xa. Con làm cái này tắc 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 tắc. Biết không? Biết không? Tắc tắc tắc. Giỏi quá. Ok, ok. Wow. Ok, đi ăn ha. Ok, quá. Ủa? Ở đây. 12.
bạn may mắn, hẹn Phật tiếp theo sẽ đánh cho đối phương. Đúng rồi, mà cho Bắp là tại vì hôm nay Bắp làm quá nhiều thời gian. Cái này cho Bắp không cần làm nữa. Thì bây giờ ra đi. Sao chắc đi một tiền đúng không? Không cần làm việc nữa. Số 1, đây. Hãy diễn tại lại hành động diễn rồ nhất của mình. Ta hãy gì? Thôi, Sang nghĩ là hôm nay là Bắp làm rất là nhiều thứ crazy là tại vì trời, got you. Vanessa cảm thấy là bây giờ bắt đầu thích cái cách của Bắp, với lại Bắp rất là vui, dễ thương, với lại hiểu cho mình. Cái tiếp theo mà mình phải làm Bắp là lên kế hoạch kết hôn ở mức độ hiểu ý. Hai bạn hãy thể hiện sự hiểu ý nhau bằng cách chia hai mới bên, mỗi bên chọn một kiểu trang phục, cổng cưới, xe rước dâu, xem có hợp nhau không. Thì bây giờ mình bắt đầu với lại áo cưới ha. Bây giờ xa lấy 1, 2, 3 xem mình lật nha. Ok. 1, 2, 3. Có giống nhau không? Biết. Coi mình coi thử có giống nhau không? Không giống. Ồ. Oh. Mình cũng đẹp á. sao Bắp chọn cái đó? Không biết nữa. Tại vì ngực của cô cổ bự hả? phải không? Dạ không, không phải. Bắp thích cái detail này á. Detail này đẹp. Sa chọn cái này tại vì thấy là nó đơn giản nhất. Nhưng mà không sao, Bắp đồng ý là em mắc cái này, không phải Bắp mắc cái này á. Đúng không? Không sao. Ok, 1, 2, 3. Có giống nhau không? Hay vậy? Yeah. Ủa sao Bắp chọn cái này? Bắp chọn cái này có hai hình gần biển á. Và Bắp rất là thích biển. Sa chọn cái này á là tại vì thật sự là Sa yêu cầu một cái đám cưới nhỏ thôi. Cái quan trọng là gặp giống như hai người yêu nhau, với lại gia đình gần gũi, mà chỉ có những người mà giống như thương mình nhất sẽ ở đó thôi. Bắp nghĩ là Thụy Điển, châu Âu giống như này á, giống như này ít người á, gia đình thôi. Nhưng mà Việt Nam phải phải invite tất cả bạn á, và nhiều người á. Nếu mà không không invite nhiều người á, nhiều người buồn, nhiều người bạn buồn và không nói chuyện với Bắp nữa. Một, hai, ba. Tại vì ở đây trong xe nghe nhạc được, nghe nhạc á. Sa thấy là nếu mà ở ngoài, lỡ ở ngoài biển rồi á, thôi cái vô bằng cái này cũng được, nó cũng hợp. Chơi em luôn. Logic quá, thông minh quá. Bắp không nghĩ, Bắp không biết. Con cháu cũng được á. Con cháu cũng được. Con cháu cũng vui. Thank you.
ngày hôm nay Sa khóc nhiều, và Bắp hiểu tại sao Sa khóc, nhưng mà Bắp thích khi Sa cười. Và nhưng mà xong ăn xong và bắt cá xong rồi Sa bỏ mắt và cười nhiều hơn, và Bắp rất là thích cười chỗ Sa, một cười rất là xinh đẹp và thật. Bắp muốn nói chuyện và gặp lại với Sa, hy vọng Sa đồng ý. Sau buổi nói chuyện với Bắp hôm nay thì mình nghĩ là hai bạn có khoảng tầm 79% là sẽ tiến tới với nhau. Ok, tới rồi. Ủa, em ngồi đây nha. Dạ, cảm ơn. Thank you. Go. Ok. Mà Bắp sẽ ngồi ở đây á. Đẹp quá vậy Bắp. Dạ. Yeah. Sao có thoải mái không? Dạ. Yeah. Thoải mái không? Dạ. Yeah. Dạ, yeah, cảm ơn. Cảm ơn em. Ok, Bắp đi nhà vệ sinh đó mọi người. Dạ, yeah. Ok không? Dạ. Yeah. Em không buồn ở đây một mình. Bắp đi nhà vệ sinh. Ok. Cơn chọn là hai cái của chỗ Sa. Cảm ơn Bắp. Đẹp quá. Sẽ hát một bài hát. Wow, còn nữa. Còn nữa. Mà Bắp không nhớ lyric này là có trên tay á. Là bởi lời yêu anh, giờ em xa lắm, biết sao giờ vì chỉ tay nắng trong tim mình. Say you do, you do. Lỡ mai luyện yêu nhau, đừng cho anh ngon nhường chờ. Hẹn vì thật nắng, trăng hai mưa trên đầu. Say you do, say you do. Nail nè, nail nè, nail. Ngay không? Ngay không? Ngay không? Ngay một chút không? Đây là Sa chỉ có một cái quán món quà nhỏ cho Bắp. Dạ, dạ, cảm ơn Sa rất là dạ. Nhiều. Hôm nay Bắp đã làm Sa khóc nhiều. Bắp xin lỗi Sa. Thứ bây giờ có Bắp bên cạnh rồi, Sa sẽ không bây giờ phải khóc một lần nữa, nào nữa. Ừ. Cảm ơn Bắp. Bắp buồn một chút vì ngày này sắp xong rồi. Sắp xong rồi.
Và không biết hay là muốn hỏi Sa khi sống chương trình này á, muốn gặp Bắp nữa không? Dạ, Sa muốn gặp nữa. Có không? Dạ, lúc đầu á là Sa cũng không có dám dựa vai của Bắp, mà cũng không có, giống như rất là ngại. Mà sau 24 giờ Sa thấy là Bắp rất là tốt với Sa. Vâng, Sa có thể ôm Bắp một cái không? Có. Trời. Ôi. Cảm ơn Bắp hôm nay cứu Sa.